佛佛。Phóng sanh vấn đáp nguyên tác của viện nhân pháp sư. Kinh Phạm Võng dạy rằng: nhược Phật tử dĩ từ tâm cố, hành phóng sanh nghiệp. Nhất thiết nam tử thì ngã phụ, nhất thiết nữ nhân thì ngã mẫu. Ngã sanh sanh vô bất tùng chi thọ sanh, cố lục đạo chúng sanh, giai thì ngã phụ mẫu. Nhi sát nhi thực giả, tức sát ngã phụ mẫu, diệt sát ngã cố thân. Nhất thiết địa thủy thì ngã tiền thân, nhất thiết phá phong thì ngã bản thể. Cố thường hành phóng sanh, sanh sanh thọ sanh, thường trụ chi pháp, giáo nhân phóng sanh. Nhược kiến thế nhân sát súc sinh thời, ưng phương tiện cứu hộ, giải kỳ khổ nạn. Phật Đà trí tuệ vô thượng, sống đã tại trong Kinh Phạm Võng, ân cần khẩn thiết khuyên rằng chúng ta giới sát phóng sanh thì tiêu trừ được nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được từ bi tâm, lại càng nói rõ rằng lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Thả mà sống được tức là cứu được cha mẹ ta. Mỗi một chúng sanh đều là cha mẹ thủ túc con cái thân quyến từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian thời gian của vũ trụ, đối diện với cha mẹ thân quyến của chính mình, lúc bị bắt, bị nhốt, bị làm thịt, bị giết, vẫn chẳng cố gắng tận tâm rụt rè do dự để gấp rút giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, chính giống như Đại sư Ấn Quang, tổ thứ 13 của Liên Tông chỗ nói, việc giới sát phóng sanh cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của việc giới sát phóng sanh thì sâu mà khó hiểu. Trong thời mạt pháp mịt mờ như ngày nay, pháp nhược ma cường, nhân tánh ngu tối hạ liệt, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, vô minh che lấp, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng đơn giản dễ hành này, không có phước báo để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy cho nên việc phóng sanh ngày nay đề xướng thật là khó khăn, gặp phải sự cản trở phê bình cũng rất nhiều. Thường thường vừa gặp phải sự phê bình thì có nhiều cư sĩ phóng sanh mất hẳn niềm tin, sanh lòng thối chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Khó làm mà làm được. Đáng quý là trong thời mạt pháp hôm nay có một vị không sợ cười chê hủy báng dị nghị, bất kể sự phê bình cản trở khó khăn, đối với việc phóng sanh cực lực đề xướng là vị sư phụ phóng sanh, đó là lão pháp sư Viên Nhân. Lão pháp sư đối với cư sĩ đến thỉnh pháp thấy đều khuyến khích hãy lão thật niệm Phật, lấy giới làm thầy. Ngoài ra đối với việc giới sát phóng sanh đặc biệt nhấn mạnh và chú trọng, lão pháp sư thường hay khuyên rằng chúng ta phóng sanh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sanh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Người đời nay nhận thấy bệnh tật đau khổ đều do thiếu món nợ sát sanh kiếp trước mà có. Trả nợ sát sanh có phương pháp hay nhất là phóng sanh. Anh cứu mạng kẻ khác thì như cứu mạng mình vậy, tức là trả món nợ sát sanh trước kia đã thiếu. Viên Nhân lão pháp sư dạy chúng ta nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Sát sanh tự nó có ác báo của sát sanh, phóng sanh tự nó có thiện báo của phóng sanh. Đừng nên để ý đến sự phê bình hủy báng của kẻ khác. Chúng ta hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ, mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả tuyệt đối không sai được.
Dưới sự chỉ đạo của lão pháp sư, những cư sĩ phóng sanh chẳng những tiêu trừ được túc nghiệp trong quá trình phóng sanh, lại càng bồi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý vạn vật chúng sanh là bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Sự chuyển biến của loại từ bi tâm này chẳng phải hạng người chỉ biết phê bình chửi bới kia có thể thể hội được trong muôn một. Trong nghĩa cử lương thiện của việc phóng sanh, bao nhiêu bệnh ung thư ác tật đều tiêu mất trong vô hình, bao nhiêu sự kiện cảm ứng thật chứng từ cửa miệng các cư sĩ thốt ra liên tục, bao nhiêu hình ảnh của loài vật cảm ơn thể hiện trước mắt. Quyển sách phóng sanh vấn đáp này hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người liễu giải được sự thù thắng của việc phóng sanh, từ đó mà chính mình cố gắng làm công việc từ bi phóng sanh. Cũng hy vọng có thể khiến cho những người đối với việc phóng sanh nghi ngờ và phê bình qua lời vấn đáp này mà cải chính một số thiên kiến của chính mình, không làm trở ngại kẻ khác phóng sanh nữa, tiến thêm một bước để bỏ ác làm lành, rộng khuyên người đời phóng sanh. Qua sự đề xướng đẩy mạnh 1 truyền 10, 10 truyền 100, khiến cho người người đều phóng sanh, người người đều từ bi. Tiến thêm bước nữa là người người giới sát, người người ăn chay, khiến cho cả cái xã hội việc tàn bạo tiêu trừ, tường hòa tăng trưởng, quốc gia an thái, nhân dân an khang, thiên địa vạn vật mọi loài đều vui thú hồn nhiên, hưởng trọn thiên niên. Nam mô A Di Đà Phật. Phóng sanh vấn đáp, nguyên tác của Huyền Nhân Pháp Sư. Gọi là phóng sanh. Phóng sanh tức là nhìn thấy dị loại chúng sanh có mạng sống bị cầm, bị bắt, bị nhốt, bị giết, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, phát lòng từ bi mua vật để cứu chuộc, là hành vi ban cho việc giải cứu phóng thích. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, chư dư tội trung, sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung, phóng sanh đệ nhất. Tại sao phải phóng sanh? Nói một cách đơn giản, phóng sanh tức là trả nợ, trả món nợ sát sanh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không giới, không thể dung chứa hết được. Chúng ta trong kiếp này chỗ tạo sát nghiệp đã không thể tính đếm được, càng huống chi là nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết chân lý có nợ phải trả, có tội thì phải báo. Nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp, chẳng tránh khỏi khủng hoảng xấu hổ, không đất dung chứa, sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả túc trái trong muôn một ư? Phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, bi mẫn chúng sanh, xem sanh mạng của vạn vật như của ta. Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng điên đảo nữa, sẽ chẳng tạo sát nghiệp nữa, sẽ chẳng thiếu món nợ sát sanh nữa, sẽ chẳng luân hồi thọ báo nữa. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, phóng chư sanh mạng, bệnh đắc sự vũ, chúng nạn giải thoát, phóng sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất tào chúng nạn.
phóng sanh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin cử ra đại yếu kể rõ như sau. Một, không có đao binh kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. Hai, trường thọ, mạnh khỏe, ít bệnh. Ba, tránh miễn được thiên tai hoạn họa, không có các thứ tai nạn. Bốn, con cháu đời đời xương thạnh, kiếp kiếp không dừng. Năm, được nhiều con trai, dỗ cầu toại nguyện. Sáu, quan lộc hanh thạnh, thuận buồm xuôi gió. Bảy, hộp lòng trời, thuận Phật lệnh. Loài quả cảm ơn chư Phật hoan hỷ. Tám, giải oán mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu vô não. Chín, hỷ khí kiết tường, bốn mùa an ninh. Mười, được sanh lên trời, hưởng phước vô cực. Nếu kim tu tịnh độ, thì được vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc độ. Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm dạy rằng, chúng sanh yêu thương nhất là thân mạng, chư Phật yêu thương nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh, thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Sau khi phóng sanh, tự mình sẽ có những thay đổi gì? Phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của chúng ta. Trong quá trình phóng sanh, khiến chúng ta thể hội được chân lý trời đất vạn vật đều là bình đẳng, đều có cảm giác, đều có Phật tánh, đều được thành Phật. Khiến chúng ta từ bi đối đãi mỗi một chúng sanh, lại còn tôn trọng, trân quý, tiến thêm tại trong cuộc sống, giới sát ăn chay, hộ sanh giúp người, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bằng lòng từ bi đối đãi tất cả trên thế gian. Nên biết rằng tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi, tâm cùng Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ, thì tự nhiên dễ cùng với Phật cảm ứng đạo giao. Học Phật thì đạo nghiệp tự nhiên dễ thành tựu. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, giới sát văn có dạy: Phật tử, nhược tử sát, giáo nhân sát, phương tiện sát, tán thán sát, kiến sát tùy hỷ, nãi chí chú sát, sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát nghiệp, nãi chí nhất thiết hữu mạng giả, bất đắc cố sát, thị Bồ Tát, ưng khởi, thường trụ từ bi tâm, hiếu thuận tâm, phương tiện cứu hộ nhất thiết chúng sanh, nhi phản tứ tâm, khoái ý, sát sanh giả, thị Bồ Tát Ba La Di Tội. Tại sao hiện nay có rất nhiều người phản đối và phê bình việc phóng sanh? Phóng sanh dễ dàng tiêu nghiệp chướng nhất, đơn giản dễ hành. Chỉ cần phát tâm, tùy thời tùy chỗ, một người hoặc nhiều người, nhiều tiền ít tiền đều có thể phóng sanh. Chính vì phóng sanh thù thắng như vậy, nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta bao nhiêu quan gia trái chủ, tà ma ngoại đạo, đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp đơn giản như vậy. Vì thế cho nên dùng trăm phương ngàn kế để tăng trưởng vô minh, lẫn lộn thấy nghe, mê hoặc nhân tâm, cản trở người ta phóng sanh. Kinh Chánh Pháp Niệm có dạy: tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một mạng người. Có thể nào nói rõ một cách đơn giản đạo lý của việc phóng sanh không? Một, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, phần hào chẳng sai. Trồng nhân gì thì được quả nấy, là chân lý ngàn đời không thay đổi. Phóng sanh tức là cứu mạng người ta. Đã trồng thiện nhân thì tất được thiện quả.
cản trở và phê bình việc phóng sanh, tức là làm phương hại người ta cứu mạng, đã trồng ác nhân, tất gặp ác quả. Hai, trời đất vạn vật chúng sanh đều có linh tánh, đều biết hướng kiết lãnh hung, đều biết tham sống sợ chết, đều có buồn vui mừng giận. Ngày nay phóng sanh, loài vật đều biết cảm ơn, mong được báo đáp. Ba, trời đất vạn vật chúng sanh đều vốn đủ Phật tánh, cùng ta so sánh không hai không khác. Chỉ là vì túc nghiệp sâu nặng, bất hạnh sa vào làm dị loại súc sanh, ngày nào đó nghiệp chướng tiêu trừ, có thể chứng thành Phật quả như nhau. Ngày nay phóng sanh cũng như cứu một vị Phật tương lai vậy. Bốn, trời đất vạn vật chúng sanh với ta trong luân hồi từ kiếp vô thủy đến nay đều từng là thủ túc thần quyến. Ngày nay phóng sanh cũng như cứu người thân của mình. Năm, trời đất vạn vật chúng sanh với ta trong luân hồi của kiếp quá khứ đều từng là oan gia cừu địch với nhau. Ngày nay phóng sanh chính có thể giải mở oán thù, chẳng còn oan oan tương báo nữa. Di Lặc Bồ Tát có kệ ngữ rằng: khuyên bạn siêng phóng sanh lâu dài được trường thọ, nếu phát bồ đề tâm đại nạn trời phải cứu. Quý vị một mặt phóng sanh, người ta một mặt bắt giết, thì có ý nghĩa gì? Phóng sanh có công đức của việc phóng sanh, bắt giết có tội lỗi của việc bắt giết. Chúng ta người phóng sanh làm công đức của mình, người ta là người bắt giết, tạo tội lỗi của chính họ. Nhân gian thế sự đều tương đối tồn tại, có thiện tất có ác, có trung tất có gian. Không thể vì hành động tội lỗi của kẻ ác bắt giết thì chúng ta không làm thiện hạnh phóng sanh hay sao? Giống như bác sĩ chữa trị bệnh nhân, đều không thể bảo đảm bệnh nhân sau này mãi mãi mạnh khỏe. Mất mùa chẳng tay cứu tế, cũng không thể bảo đảm nạn dân về sau vĩnh viễn chẳng bị đói rét. Anh thợ cất nhà, cũng không thể bảo đảm căn nhà về sau vĩnh viễn sẽ chẳng hư hoại. Thế gian vạn sự đều là như vậy. Tại sao chỉ có một việc phóng sanh lại đặc biệt nghi ngờ? Con người hiện nay đối với việc danh lợi cá nhân trước mắt thì lỗ mãng nóng nảy, không tí dè dặt. Nhưng đối với việc hành thiện phóng sanh thì lại vô cùng tư lự, bằng trăm cách để vạch lá tìm sâu để tìm cái tệ đoan của nó, quả thật là điên đảo. Sau khi Phật diệt độ, Kinh Quang Liệm Tán Tống dạy rằng: đương tôn từ nhân, phổ huệ ân cập quần sanh, thị thiên hạ quần sanh thân mạng, nhược kỹ thân mạng, từ tế bi mẫn, thứ kỹ an bỉ, đạo hỷ khai hóa, hộ bỉ nhược thân, nhuận đãi thảo mộc, vô hư cơ tuyệt giả. Rất nhiều người phê bình phóng sanh tức là phóng tử, đây thì có ý nghĩa gì? Một, tử vong chỉ là thiểu số trong đó, tuyệt đại đa số vật mạng được phóng sanh đều được sống còn, trở về với thiên nhiên. Nếu chẳng phải phóng sanh thì 100% vật mạng đều bị giết hại, vẫn không thể vì thiểu số vật mạng bị chết mà hoàn toàn phủ định nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sanh. Như vậy há chẳng phải là vì mắc nghẹn mà bỏ ăn? Thật là quá ngu xuẩn. Hai, những con vật bị chết ít nhất cũng chết rất đúng chỗ, chết trong hoài bão của đại tự nhiên, cũng còn đỡ hơn là bị cắt, bị chiên, trải qua cực hình nước sâu lửa bỏng mà chết gấp trăm ngàn lần. Ba, đối với vật mạng sống còn thì phóng sanh, chúng ta lòng toàn vui mừng vì chúng lại được cơ hội sống còn. Đối với vật mạng không may chết đi, chúng ta càng gửi đến chúng
chúc phúc vô hạn. Bởi vì hôm nay trong nhân duyên phóng sanh ngàn năm khó gặp này, chúng đã quy y được cửa Phật, kiếp này báo hết, vĩnh viễn chẳng rơi vào trong ác đạo nữa, và lại đã nghe được sáu chữ hồng danh A Di Đà Phật, tất thành đạo chúng, hầu sớm ngày kiếp sau báo hết, sớm ngày chuyển thế làm người, sớm ngày niệm Phật tu hành, sớm ngày thành Phật chứng quả, sớm ngày trở lại Ta Bà độ vô số khổ nạn chúng sanh. Khế kinh cũng có dạy: giới sát phóng sanh đắc trường thọ báo, hữu giới sát sanh khả giải oán thích kết, trưởng dưỡng bi tâm nhuận bồ đề chủng. Xin nói cho tôi biết ý nghĩa sâu thêm một tầng nữa về việc phóng sanh khiến vật mạng bị chết, có được không? Chúng ta có thể xem phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử trong kinh Kim Quang Minh. Phật Đà trước kia có lần là Lưu Thủy Trưởng Giả Tử, không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy hàng vạn loài cá bị chết khô, bèn sai gấp 20 con đại tượng đem nước đến cứu loài cá, cứu sống sanh mạng loài cá. Lại còn về hàng ngàn con cá thuyết pháp niệm Phật, hàng ngàn con cá được công đức này, ngay trong ngày mãn chung, thi thể số cá này tích tụ bên bờ ao, thần thức của chúng vãng sanh đến trời Đao Lợi hưởng phước vô cực. Có kinh làm chứng: nhĩ thời kỳ địa tốt đại chấn động, thời thập thiên ngư đồng nhất mãn chung, rất mãn chung dĩ sanh Đao Lợi thiên. Kỳ thật, có được đại phước báo là sau khi trải qua nghi thức phóng sanh quy y niệm Phật, những sanh mạng chết trong ngày ấy. Thử hỏi, trong số hàng ngàn hàng vạn chúng sanh đó, có được mấy con lúc mạng chung được quy y cửa Phật? Vả lại còn có pháp sư và nhiều cư sĩ vì chúng khẩn thiết niệm Phật, vì chúng siêu độ. Ngày nay nghiệp báo mau hết, sớm ngày thoát ly tam ác đạo, há chẳng phải phước duyên sâu dày hay sao? Sớm ngày kiếp súc sanh báo hết, sớm ngày chuyển sanh, sớm ngày niệm Phật tu hành, sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, há chẳng phải nhân duyên thù thắng hay sao? Cho nên nhóm cư sĩ phóng sanh chỉ phát từ bi tâm cứu chuộc sanh mạng, lại đặt mình vào vị trí ấy vì một sanh mạng nghĩ tưởng vật mạng vạn nhất chết đi, thì chúng ta cũng chẳng hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng dành cho chúng sự chúc phúc và hy vọng vô hạn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng: Phật tâm giả, đại từ bi thị giả, dĩ vô duyên từ, nhiếp chư chúng sanh. Cầm thú súc sanh hàng ngàn hàng vạn, chúng ta phóng sanh làm sao thả cho hết được? Thiên địa chi đại đức viết sanh, Như Lai chi đại đạo viết từ, thượng thiên đều hiếu sanh mà chán ghét sát sanh. Nay ta cố gắng phóng sanh, trưởng dưỡng từ bi để hợp với lòng trời, mà chư Phật lại hoan hỷ. Nên biết, cứu một vật mạng như cứu một Phật tử, công đức đã vô lượng vô biên, càng huống chi là cứu nhiều vật mạng đến như ngàn vạn dị loại súc sanh phóng thích không hết. Đây là nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp chỗ tạo thành. Chúng ta chỉ đem hết khả năng của mình tùy duyên phóng sanh, tự thấy hổ thẹn vì mình là tục địa phàm phu, khả năng có hạn, vốn không thể vì dị loại súc sanh quá nhiều mà không giải cứu vật mạng trong muôn một hay sao? Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng: đại từ đại bi danh vi Phật tánh, từ tức Như Lai, Như Lai tức từ. Tôi thà đem số tiền phóng sanh đi cứu tế chẳng tài so ra thực tế hơn. Và cả cô độc bằng cùng khổ nạn, tuy khiến người thương xót, nhưng mạng sống không đến nỗi tức khắc tử vong. Còn loài vật súc sanh, nếu chẳng lập tức cứu chuộc phóng sanh, thì tức khắc bị giết để nấu nướng mà bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương, mạng vẫn còn giữ được, một bên là chỉ mành treo chuông,
tán mạng nơi cửu truyền, bên nào gấp bên nào trọng thì rõ ràng thấy ngay. Nên biết chúng sanh dị loại cùng ta so sánh, Phật tánh không hai không khác. Nhưng vì vô minh nghiệp báo mà trầm luân đến thế đó, tất cả sinh vật Phật đều xem như là con. Cứu một vật mạng tức là cứu một Phật tử. Chư Phật giai đại hoan hỷ, cứu một chúng sanh đồng như cứu một vị Phật vị lai được độ. Là lấy đại trí độ lượng dạy rằng, chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sanh đệ nhất. Kinh Phật thuyết U Bà Tắc giới dạy rằng, từ tâm tức thị nhất thiết an lạc chi nhân duyên. Người người đều giới sát phóng sanh, súc sanh sanh sản càng nhiều, tương lai há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Loài kiến, loài trùng, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, mặc tình chúng tự nhiên sinh nở đông đúc thêm. Như thế giới ngày nay, có từng thấy qua thế giới loài kiến không? Thế giới loài trùng hoặc giả thế giới loài côn trùng không? Loài vật được phóng sanh, được hóa sanh, nuôi dưỡng bởi đại tự nhiên, tự nó có sinh thái điều tiết và sinh sản cân bằng. Cái ác nghiệp sát sanh của anh hiện nay vẫn chưa được giải trừ, lại cứ một mực ở đó phiền não súc sanh dị loại trên thế giới quá nhiều, thì khác nào anh nông phu chưa xuống ruộng rải giống, cứ ngày ngày phiền não, mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không đất để sử dụng, lo lắng vô cớ, há chẳng phải buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, tơ hào chẳng sai. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú nhiều, chính vì trước kia người giết cầm thú nhiều mà tạo thành. Bởi vì người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết rồi thành dê, sanh sanh tử tử, trở thành báo oán lẫn nhau, nhiều đời không dứt. Chính vì vậy mà oan oan tương báo, cùng làm súc sanh, cho nên thành thế giới cầm thú. Nên nếu như người người đều có thể giới sát phóng sanh, thì oan nghiệp mà hận thù giữa súc sanh và chúng ta sẽ dần dần tiêu mất, cầm thú súc sanh dần dần giảm thiểu, mà phước phần nhân thiên đều có thể tăng thêm. Nước sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần, nước thục chẳng ăn cua mà cua tự hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, các hạ hãy thử tự phản tỉnh cho sâu đi. Kinh Đại Nhược dạy rằng, Phật Pháp lấy Bồ Đề Tâm làm chánh nhân, lấy Đại Bi làm căn bản. Khuyên người sát sanh chuyển ngành, nhưng lại làm hại sinh kế của người ta. Thương súc sanh không thương người, hình như không hợp tình hợp lý chăng? Sĩ nông công thương, trăm ngàn thứ ngành nghề, mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống gia đình. Chẳng lẽ nhất định không thể nào không lấy việc sát sanh hại mạng để làm công cụ mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng phần hào chẳng sai, đã tạo sát nghiệp tất gặp sát báo. Như nay tuy tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai khi quả báo hiện tiền, thọ khổ trả báo chẳng có lúc ngừng nghỉ, vả lại họa lây con cháu đời sau, quả là lợi chẳng bù được hại. Kinh Phạm Võng dạy rằng, Bồ Tát ưng sanh Phật tánh, hiếu thuận từ bi, thường trợ nhất thiết nhân sanh phước sanh lạc. Có hạn chế đối tượng của việc phóng sanh không? Không có hạn chế. Phàm là vật bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, đi trên đất như gà, vịt, bò, dê, bơi trong nước như cá, tôm, chình, khoan trong đất như kiến, trùng, lớn như sư tử, đại tượng, nhỏ như mũi ruồi, chỉ cần có cá thể sanh mạng đều có thể phóng sanh được. Đại trí độ lượng dạy, đại từ giữ nhất thiết chúng sanh lạc, đại bi bạc nhất thiết chúng sanh khổ. Tại sao phóng sanh nhất định phải thọ tam quy và niệm Phật? Ngày nay ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng dị loại súc sanh có duyên cứu sống mạng chúng,
nhưng chúng nó không thể thoát ly luân hồi nghiệp báo. Chúng ta càng nên phát đại từ bi tâm, vì chúng sanh thì truyền thọ tam quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh, khiến chúng trong đời này báo hết, vĩnh viễn không rơi vào tam ác đạo nữa. Vả lại, Pháp Sư cùng tất cả các cư sĩ về chúng tụng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh sớm đã rót đầy vào trong bát thức điền của chúng. Kiếp sau chuyển thế làm người, tất gặp được Phật Pháp, niệm Phật tu hành, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của lục đạo luân hồi. Đây là đại phóng sanh trong việc phóng sanh. Lời khai thị về việc phóng sanh của lĩnh đại tổ sư Đại Đức Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư tương truyền là Thích Ca Mâu Ni Phật thừa nguyện tái lai. Vào thời đại Tùy Trần, Đại Sư nhìn thấy ven biển ngư dân bắt cá sát sanh, khởi dậy lòng từ bi, lấy tiền bố thí mua được một nơi ven biển Thượng Hải làm ao phóng sanh. Lại vì ngư dân giảng kinh nói Pháp, nhóm ngư dân sau khi nghe Pháp toàn bộ đều đổi ngành chuyển nghiệp, háo sanh tùng thiện, còn hiến giang hộ lương 63 sở ven biển có đến 300-400 dặm, toàn bộ làm ao phóng sanh, là nơi phóng sanh đại quy mô sớm nhất từ trước đến nay trong lịch sử Trung Quốc. Hoặc mạng được cứu sống có đến hàng vạn ức. Tây Hồ hiện nay, tức là ao phóng sanh cổ mà năm xưa Đại Sư sáng lập. Vĩnh Minh Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư tương truyền là A Di Đà Phật từ bi thị hiện. Vào thời Ngũ Đại, Đại Sư làm quan khố lại ở huyện Dư Hàn, thường thường vì phải cứu cấp nên lấy tiền của ngân khố quốc gia mua tôm cá để phóng sanh, sau này bị phán tội lấy trộm, bị tử hình. Trước giờ hành hình, Đại Sư thái độ ung dung, mặt không đổi sắc. Quốc vương rất lấy làm lạ, bèn hỏi ông ta duyên do. Đại Sư đáp rằng, tôi vì phóng sanh đã cứu sống hàng ngàn vạn sanh mạng. Thừa công đức này, đúng lúc để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sao chẳng vui mừng cho được chứ? Đức vua tôn trọng đức hạnh Đại Sư, bèn phóng thích ngài. Đại Sư từ đó xuất gia làm tăng, niệm Phật tu hành, đắc đạo chứng quả, đời sau tôn ngài làm tổ thứ 6 của Liên Tông. Huệ Năng Đại Sư, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, từ sau khi được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư ở Hoàng Mai truyền ấn, vì để trốn tránh đồng môn huynh đệ bức hại, chạy về Giang Nam, ẩn giấu danh tánh, làm giả thường dân, ẩn cư trong đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn giao cho Đại Sư giữ lưới. Đại Sư lấy từ bi làm hoài bão, gặp những con vật như sói hoảng, nai thỏ bị xa lưới, đều tìm cách để phóng sanh. Phóng sanh như vậy được 16 năm. Vật mạng được cứu sống không thể tính đếm được. Lại còn cảm động nhóm thợ săn buôn giao đồ tể đổi nghề hướng thiện. Sau này Đại Sư tại đạo tràng Tào Khê, Đại Hưng Thiền Tông truyền khắp Thần Châu, Hàng Sơn Đại Sư, Thập Đắc Đại Sư. Hàng Sơn Đại Sư tương truyền là Văn Thù Bồ Tát thị hiện, còn Thập Đắc Đại Sư tương truyền là Phổ Hiền Bồ Tát thị hiện. Hàng Sơn hỏi Thập Đắc, phóng sanh có thể thành Phật được chăng? Đáp rằng, chư Phật vô tâm dị, duy chỉ lấy thương vật làm tâm, người có thể cứu cái khổ của vật, đức có thể thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên sanh một niệm từ bi, cứu vật một mạng là một niệm Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày phóng sanh thì từ bi ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, thì niệm niệm chảy vào biển lớn đại từ bi của Quán Thế Âm. Tâm ta tức là tâm Phật, sao chẳng thành Phật được ư? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sanh chẳng phải tiểu thiện có thể sanh nổi. Phàm là người đồng nguyện như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo khiến quần sanh đồng quy bi hóa. Chí Công Thiền Sư, vua Lương Võ Đế hỏi Thiền Sư Chí Công rằng, công đức phóng sanh ra sao? Đáp rằng, công đức phóng sanh không thể hạn lượng. Kinh dạy rằng,
loài xuống động hàm linh đều có Phật tánh. Chỉ vì mê vọng nhân duyên nên khiến cho thăng trầm khác biệt, cho đến sanh tử luân hồi trở thành lục trần quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, kẻ chuộc mạng phóng sanh, đời này hết bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả bồ đề. Phật Ấn Thiền Sư, Phật Ấn Thiền Sư có bài kệ ngữ rằng: tham tha nhất loan loan hoàng tha, cổ thánh lưu ngôn chung bất nguệ, giới sát niệm Phật kim phóng sanh, quyết đáo tây phương thượng phẩm hội. Chữ loan là miếng thịt. Liên Trì Đại Sư, Triều nhà Minh, Liên Trì Đại Sư từ nhỏ ưa thích phóng sanh, sau khi xuất gia còn tại Trường Thọ, Thượng Phương hai nơi xây dựng ao phóng sanh. Trứ Tác có bài giới sát phóng sanh, phổ khuyến người đời giới sát phóng sanh. Lại có Liên Trì Đại Sư phóng sanh đồ giải để lại hậu thế, tranh vẽ văn chương đều đẹp đẽ phong phú, ân cần khẩn thuyết khuyên rằng người đời chân lý của nhân quả báo ứng, cùng với nhiều thật chứng cảm ứng rõ ràng của sát sanh ác báo và phóng sanh thiện báo. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông. Giới sắc chi trung, thiện thần thú hộ, tai hoạch tiêu trừ, thọ toán miên trường, tử tôn hiền hiếu, kiết tường chủng chủng, khó nói hết được. Nếu càng tùy lực phóng sanh, gia trì niệm Phật, không những tăng sùng phước đức, nhất định được tùy nguyện vãng sanh, vĩnh thoát luân hồi, nhập bất thối địa, trích trong Phổ Khuyến giới sắc phóng sanh văn. Ngẫu Ích Đại Sư nói: sát sanh tức là sát tự tâm vị lai chư Phật, phóng sanh tức là phóng tự tâm vị lai chư Phật. Nếu phóng tự tâm vị lai chư Phật tức là chân niệm Phật Tam Muội, tu niệm Phật Tam Muội này là luôn thường chuyển kinh Pháp Hoa trăm ngàn vạn ức bộ vậy. Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư là Tịnh Độ Tông nhất đại đại sư từ dân quốc đến nay. Đời sau tông ngài làm tổ thứ 13 của Liên Tông. Đại sư đề xướng giới sắc phóng sanh, không tiếc sức lực. Trong nhiều bài tựa phóng sanh, đại sư đều nói hết sự lý của việc giới sắc phóng sanh, khuyến khích đệ tử cố gắng giới sắc phóng sanh. Nay xin ghi lại vài câu pháp ngữ của đại sư giới sát phóng sanh như sau: người giới sát phóng sanh đời sau được sanh lên tứ vương thiên, hưởng phước vô cực. Nếu kim tu tịnh độ được vãng sanh thẳng về tây phương cực lạc quốc độ, công đức ấy thật vô bờ bến. Phàm ai muốn cửa nhà thanh thái, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin tại nơi việc giới sắc phóng sanh, ăn chay niệm Phật mà cầu, thì cầu đều được cả. Phật giáo Đông Lai vạch rõ nhân quả báo ứng, khiến người giới sắc phóng sanh bỏ mạng mà ăn chay. Hoàng Nhất Đại Sư, Cận Đại Luật Tông Đại Đức Hoàng Nhất Đại Sư cũng đề xướng phóng sanh. Ngài nói: xin hỏi quý vị, một, muốn duyên thọ chăng? Hai, muốn lành bệnh chăng? Ba, muốn miễn nạn chăng? Bốn, muốn được con cái chăng? Nếu ai muốn thì nay đã có một phương pháp đơn giản dễ hành, tức là phóng sanh vậy. Chỉ sự phóng sanh. Hư Văn Lão Hòa Thượng, Thiền Tông Đại Đức Hư Văn Lão Hòa Thượng cũng dạy chúng ta giới sát phóng sanh, đoạn ác tu thiện. Ngài nói đây là cơ hội vạn kiếp khó gặp, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, phải nội ngoại tu thêm. Nội tu tức là chỉ đơn độc tham một câu thoại đầu: niệm Phật là ai?
niệm Phật là sao? Hoặc niệm một câu A Di Đà Phật, không khởi tham sân si khỏe các thứ niệm, khiến cho chân như pháp tánh được thấu lộ. Ngoại tu tức là giới sắc phóng sanh, đem thập ác chuyển thành thập thiện, chớ nên suốt ngày rượu thịt buông lung, tạo tội nghiệp vô biên. Diệu Thiện Đại Sư lại xưng là Phật sống Kim Sơn. Phóng sanh là một tiết mục trong sinh hoạt thường ngày của Phật sống Kim Sơn Diệu Thiện Đại Sư. Ngài đối với loài chim, thú, rùa, cá, Phật sống đều từ bi bình đẳng đối xử. Bất cứ Ngài đi đến đâu đều ưa thích phóng sanh. Với tín đồ như vậy, ông kiếp trước sát sanh nhiều, kiếp này phải gặp quả báo nhiều bệnh yếu thọ, tất cả là tự tác nghiệp, tự thọ báo. Ta tuy tạm thời đem bệnh khổ của ông giảm thiểu, nhưng sát nghiệp kiếp trước của ông chưa tiêu, e rằng sẽ có mối lo đoán mạng. Phương pháp tiêu nghiệp hay nhất không gì hơn việc phóng sanh. Trên đời, ác nghiệp lớn nhất không gì hơn việc sát sanh hại mạng. Ngược lại mà nói, trên đời, thiện nghiệp lớn nhất không gì hơn giới sát phóng sanh. Cho nên, phóng sanh là công đức lớn nhất. Ông y theo được lời tôi nói, hãy mau tùy sức mua vật sống để phóng sanh, thì có thể tăng phước duyên thọ. Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ nói về giới sát phóng sanh. Chúng sanh từ xưa đến nay đoạn không nổi sát nghiệp, không một ai không sát sanh. Sát sanh có thể chia thành hai loại, một loại là trực tiếp sát, một loại là gián tiếp sát. Cái nhân tạo ra hai loại sát sanh này, ít lâu gặp duyên thì kết thành cái quả của đào binh kiếp. Có người có lẽ sẽ nói, muốn cứu vãn việc đào binh kiếp phải làm nhiều việc thiện, sửa cầu làm đường, có thể tiêu diệt tai nạn của đào binh kiếp. Lời này là không thể tin cậy được, bởi vì chịu đau binh kiếp chẳng phải cái nhân quá khứ anh đi phá hư đường xá, phá hoại cầu cống, này lấy việc sửa cầu làm đường mà bù trừ. Đây là việc hoàn toàn khác nhau, nói không thông. Tôi xin đem phương pháp phóng sanh đơn giản nói với các vị. Trước tiên phải gia trì một ly nước đại bi chú, rưới lên trên mình chúng sanh được phóng sanh, miệng niệm bài văn sám hối, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, dài do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Sau khi niệm như vậy ba biến, rồi lại vì chúng niệm tam quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Tại sao đối với chúng sanh phải nói tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có hai cái mạng, một là thân mạng, còn cái kia là huệ mạng. Phóng sanh chẳng những là cứu thân mạng của chúng, cũng phải cứu cái huệ mạng của chúng. Nói tam quy cho chúng nghe thì đời sau sẽ không vào địa ngục, không làm ngã quỷ, không biến thành súc sanh, miễn đọa vào tam ác đạo thọ khổ. Nếu được thân người phát tâm Bồ Đề, tin sâu Phật Pháp thì sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái trí tuệ của chúng. Lời khai thị của phóng sanh của viên nhân pháp sư, tật bệnh ung thư tai nạn sở dĩ có thể bất hạnh sanh ra là duyên nơi sát nghiệp chúng ta trước kia tạo nên mà chiêu cảm đến quả báo này. Con đường giải quyết tức là phóng sanh, nhờ vào việc ra tiền ra sức để chuộc mạng phóng sanh, để đền trả món nợ sát sanh vô số mà trước kia chúng ta đã thiếu. Mỗi một chúng sanh, cái quý báu nhất là mạng sống của mình. Giết chúng, chúng não hận nhất, quan cầu kết sâu nhất. Cho nên nói sát nghiệp nặng nhất. Mỗi một chúng sanh, cái trân quý nhất vẫn là sinh mạng của mình. Cứu chúng
chúng cảm khích nhất, phước thiện đích được nhiều nhất, cho nên nói phóng sanh là đệ nhất. Phê bình hủy bán việc phóng sanh, người cản trở nghi ngờ việc phóng sanh phải lưu ý, bởi vì cản trở mọi người phóng sanh thì như là sát sanh, đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương được cứu, hàm oan mà chết, tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa lỗi sám hối, nếu không thì địa ngục khổ hình nhất định chạy không thoát được. Phóng sanh thích nghi, giải thích mỗi nghi về việc phóng sanh. Xin hỏi mỗi lần chúng tôi phóng sanh, thường thường phải đến tiệm bán chim để mua chim, vì tiệm bán chim chỉ có mấy tiệm cố định, mua lâu rồi, chủ nhân tiệm chim cũng đều biết chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sanh. Thì trước đó cố ý tồn trữ, điều động, chuẩn bị rất nhiều chim. Chờ chúng tôi đến mua, phóng sanh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán trúng, đồng thời cũng giúp họ đi bắt chim để bán cho chúng tôi thả. Hình như việc phóng sanh vô tình đã giúp kẻ khác tạo sát nghiệp. Rất nhiều người đều chửi chúng tôi, cười chúng tôi là ngu si. Ngay cả trong lòng chúng tôi cũng có chỗ nghi hoặc. Tôi thật chẳng dám đi mua chim để phóng sanh nữa. Có thể cho tôi một ít ý kiến quý báu nào hay không? Chúng ta thả chim, đến tiệm bán chim, không nỡ nhìn thấy chim bị bắt, bị giam. Phát lòng từ bi cứu chúng nó, đem chúng nó đi phóng sanh. Một công đức đơn thuần, trong một ngày thì có thể hoàn thành. Vô số chim liền được lấy lại cơ hội sống còn, trong đại tự nhiên mở đầu một giai đoạn sinh mạng khác của chúng. Chủ nhân tiệm chim nếu đoán được chúng ta sẽ đi mua chim để phóng sanh, vì thế mà trước đó tồn trữ, đến các nơi mua sỉ, lặng lẽ chờ đợi người phóng sanh đến mua. Như vậy thì lại càng đáng mua cho thật nhiều. Đây có gì mà phiền não do dữ chứ? Chỉ cần khả năng cho phép, càng nhiều chim càng nên mua để phóng sanh. Anh cứ thử nghĩ kỹ. Vì lẽ chúng ta phóng sanh, chủ nhân tiệm chim vận dụng các đường lối, vì muốn kiếm tiền nên nghĩ hết mọi biện pháp đem chim bị bắt được ở các nơi toàn bộ mang đến để chờ chúng ta giải cứu phóng sanh. Tất cả những con chim khổ nạn nên mừng như điên cuồng, tất cả long thiên hộ pháp nên múa nhảy lung tung, chư Phật Bồ Tát nên vui mừng tràn trề. Còn tất cả quán thần trái chủ của chúng ta phải cúi đầu thất vọng, ma vương tà chúng phải tức giận dựng mày trợn mắt. Chúng ta chỉ dùng trí óc một tí để suy nghĩ, nếu như ngày nay chúng ta không phóng sanh nữa, không thả chim nữa, thì những thợ săn bắt chim kia từ nay không bắt chim nữa hay sao? Tiệm bán chim từ nay sẽ đóng cửa không buôn bán được nữa hay sao? Câu trả lời là phủ định. Chim vẫn bị bắt, lưới vẫn tung ra bắt, tiệm bán chim vẫn mở cửa như trước. Những con chim xinh đẹp quý giá bị bắt đem bán, nhốt vào lòng cho người thưởng ngoạn. Còn những con chim bề ngoài ốm gầy, giá trị không cao, có thể bị bán để đem đi tìm và đi nướng, hoặc giả làm thành từng ghim chim nướng rào bán bên lề đường. Càng có thể vì không đáng một xu, rủi ro rơi vào trong lưới, thợ săn chỉ chọn số có giá trị để bán, còn không có giá trị thì đưa tay bẻ cổ một cái, quăng thay trong rừng núi hoang vắng. Nếu như thật có tiệm bán chim, chuyên bán chim để phóng sanh, cũng chẳng sao cả. Cứ mặc tình anh đến mua, mặc tình đi thả. Phóng sanh là phóng sanh tuyệt đối là một việc tốt. Tiệm bán chim để phóng sanh thì khác nào trại tập trung tù giam để chờ đợi đại ân xá. Những chim kia, một là mừng, mừng đó là có được cơ hội gặp người thiện, phóng sanh được cứu. Một là lo sợ đó là chúng ta đánh mất ý niệm phóng sanh, năm lần bảy lượt đẩy đưa cản trở thì chúng nó một mảy may cơ hội sống còn đều chẳng có. Cuộc đối thoại về việc phóng sanh giữa một bà cụ và một chàng thanh niên.
Thưa cô xem kìa, số cá quý vị vừa phóng sanh, rất nhiều đều chết cả, thi thể đều nổi cả trên mặt nước. Quý vị phóng sanh hoàn toàn khác gì phóng tử. Phóng sanh cách này có ý nghĩa gì đâu? Quý vị thật quá ngu si. Cậu thanh niên này, cậu hãy xem lại cho kỹ. Lẽ nào cậu không thấy được sao? Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui mừng tung tăng nhảy nhót hay sao? Trong quá trình phóng sanh giải cứu vật mạng, khó tránh khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này không thể tránh được. Giống như trong chiến tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị vây, trong quá trình giải cứu cũng khó tránh khỏi có vài đồng bào không may tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số đồng bào tử vong mà quân nhân bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đang lâm nguy, trong quá trình cấp cứu cũng khó tránh khỏi có một số bệnh nhân không may tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa. Thưa cụ, lời cụ thật có đạo lý. Nếu chúng ta không đi phóng sanh, tất cả cá kia vận mạng chúng ở trong tương lai thì chỉ còn tử hình duy nhất là toàn bộ bị bán, bị giết, bị ăn mà thôi. Nếu như chúng ta đi phóng sanh thì ít nhất những con cá kia vẫn còn một tia cơ hội, tối thiểu cũng có một phần cá được lấy lại tự do, lại có được cơ hội sống còn. Những con cá không may chết đi, ít nhất cũng miễn được sau này phải chết vì cực hình bởi cắt xẻo lửa đốt nước sôi. Không có người phóng sanh thì vật mạng 100% chỉ là một con đường tử lộ, vả lại là chết một cách vô cùng thê thảm. Có người phóng sanh ít nhất cũng có thể cho cá kia một cơ hội cầu sanh. Vạn nhất chẳng may chết đi, cũng chết trong lòng đại tự nhiên, chết được tự tại một tí. Cậu thanh niên này, cậu kể như rất có thiện căn, vừa nói thì cậu hiểu ngay. Kỳ thật ý nghĩa càng sâu thêm một tầng của việc phóng sanh là quy y cùng niệm Phật. Chúng ta được biết quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Trong Pháp hội phóng sanh với sự chủ trì của Pháp Sư, súc sanh trong nhân duyên ngàn năm khó gặp được quy y Tam Bảo. Một đời này súc sanh báo hết thì có thể nhờ vào công đức quy y Tam Bảo hôm nay thoát được tam ác đạo. Vả lại, Pháp Sư và nhiều cư sĩ thiện tâm chí thành vì súc sanh tụng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu chí cao chí thượng đầy đủ tất cả viên mãn phước đức trí tuệ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này sớm đã rót vào trong bát thức điện của súc sanh một cách tròn đầy. Tương lai hạt giống niệm Phật đâm chồi thành thục, tự nhiên sẽ niệm Phật tu hành, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh thoát luân hồi, thành thánh thành Phật. Đây mới là ý nghĩa tối quan trọng, tối tích cực trong việc phóng sanh. Thưa cụ, vô cùng cảm ơn những lời giải thích này của cụ. Con hôm nay cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh của việc phóng sanh. Kỳ thật, chết là một hình thức. Những con cá bị chết cố nhiên đáng thương, nhưng ngày nay đã quy y Tam Bảo, lại được nghe thánh hiệu bất khả tư nghị Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ mạng của súc sanh sớm được kết thúc, sớm được giải thoát, sớm được siêu sanh. Sau này sớm được niệm Phật tu hành, sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những con cá bị chết kia ngược lại là có phước báo nhất. Còn trước kia cứ mãi phê bình vật mạng bị chết, nay mới biết được chính mình là ngu si biết chừng nào. Cậu thanh niên này, tất cả chúng sanh của luân hồi lục đạo gồm cả chúng ta trong đó đều là khổ. Chúng ta phóng sanh đương nhiên hy vọng súc sanh toàn bộ được sống, hết lòng hết dạ làm cho súc sanh được sống còn. Nhưng nếu súc sanh vẫn không may chết đi, chúng ta cũng thành tâm chúc phúc chúng nó sớm ngày được giải thoát, sớm ngày được chuyển sanh, sớm ngày niệm Phật, sớm ngày vãng sanh cực lạc.
Chúng ta tự mình cũng chán lìa ta bà như vậy, hân hoan cầu sanh cực lạc, hy vọng chính mình sớm ngày nghiệp báo mau hết, sớm ngày vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Thưa cụ, đúng vậy. Kỳ thật chết chẳng phải thật sự bất hạnh. Chết có cái chết nhẹ như lông hồng, chết có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Sau khi chết được siêu sanh, được vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân chánh, mới là nơi quy túc tốt nhất của tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Từ nay trở đi, còn nhất định cố gắng phóng sanh, lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng sanh, càng phải nói với mọi người, con ngày nay lĩnh ngộ được giá trị và ý nghĩa chân chánh của việc phóng sanh. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Cậu thanh niên này, cậu nhất định phải ghi nhớ, phóng sanh tức là cho súc sanh một cơ hội, một sự tự do lại có được, một cơ hội lại được sống còn, một cơ hội quy y Tam Bảo, thính nghe niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì bất cứ sự hủy bán cản trở nào mà khiến cho số súc sanh thọ khổ nạn kia một tí cơ hội sanh tồn đều chẳng có. Thưa cụ, đúng vậy. Phóng sanh cũng là cho chính chúng ta một cơ hội cứu thân chuộc mạng, đền trả nợ sát, một cơ hội rộng tích phước điền, tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất định phải đừng vì bất cứ sự cười chê, nghi luận và phê bình nào khiến cho nghiệp nặng phước mỏng như chúng ta một cơ hội đều chẳng có. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn pháp bảo của Phật Đà ghi theo lời dạy của Viên Nhân Pháp Sư. Một, sám hối. Trước khi chưa học Phật, cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, nơi trong hồng trần mỗi ngày đều mưu tính làm cách nào khiến cho mình cao hơn người một bậc, làm cách nào có được gia tài đồ sổ, làm cách nào mình đeo đầy vàng bạc, làm cách nào thanh danh vang xa. Một ngày 24 giờ khi tỉnh dậy thì đuổi theo tham sân si, ngay cả trong giấc ngủ cũng bị tam độc chối phục. Nhưng tự mình ngu si vẫn chẳng biết giác ngộ, vẫn ở trong hầm phẫn chạy theo phẫn mà chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. Địa Tạng Bồ Tát Phổ Nguyện Kinh dạy rằng: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, cử tâm động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Sau khi học Phật mới hoảng nhiên đại ngộ, chính mình thật chẳng còn thuốc chữa như vậy, toàn thân đều là sát đạo dâm vọng, chính mình tội nghiệp sâu nặng. Trong sinh hoạt thường ngày, nhất nhất cử động, khởi tâm động niệm đều toàn là niệm xấu, ngày ngày đối diện với tham sân si của mình mà chiến đấu, vẫn cứ bại rồi lại chiến đấu, thể hội sâu sắc đến ý nghĩa bốn chữ cụ phược phàm phu. Chúng ta từ nhiều kiếp vô thể tích lũy tập khí nghiệp chướng, sớm đã đem lục căn của chúng ta buộc chặt đến không thoát ra được. Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay, ta chỉ còn một con đường là sám hối. Kinh Kim Quang Minh dạy rằng, chỗ gọi là Kim Quang, diệt trừ các thứ ác, ngàn kiếp chỗ tạo, cực ác trọng tội. Nếu ai có thể chí tâm sám hối thì các tội này thấy đều diệt sạch. Ta này đã nói pháp sám hối, đó là kim quang minh thanh tịnh vi diệu, tốc năng diệt trừ tất cả nghiệp chướng. Pháp sám hối này là kim quang minh, là pháp bảo vô giá. Chúng ta phàm phu trong ngũ trọng ác thế của thời mạt pháp ngày nay nghe được pháp môn này đều là ở trước vô lượng trăm ngàn vạn ức Phật trong các thiện căn mới có được phước báo này. Xin nguyện các bạn đều có thể thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, hầu mong Phật Bồ Tát gia bị diệt trừ tội nghiệp sâu nặng của chúng ta, và hy vọng nhờ công đức sám hối này hồi hướng cho hữu tình chúng sanh rộng lớn khắp nơi thấy đều thoát ly biển nghiệp, đồng đăng tịnh vực.
hai phóng sanh. Phóng sanh. Đại trí độ lượng dạy rằng, chư dư tội trung, sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung, phóng sanh đệ nhất. Trong tất cả tội lỗi, tội sát sanh nặng nhất. Trong tất cả công đức phóng sanh là đệ nhất. Bởi vì tất cả chúng sanh, vật quý báu nhất là mạng sống của mình. Giết nó thì oán cừu kết đó sâu nhất. Cứu nó cảm khích sâu nhất. Lục độ lấy bố thí làm đầu. Bố thí gồm có tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Mà phóng sanh một việc này khó làm, đáng quý là tài pháp vô ý ba thứ bố thí đều đầy đủ cả. Tam thí cụ bị phóng sanh đệ nhất. Viên Nhân Pháp Sư chỉ đạo chúng ta pháp bảo vô thượng thù thắng như vậy. Các bạn phóng sanh càng nên trân quý, nỗ lực thực hành, để chẳng cô phụ Pháp Sư một phen khổ tâm lao nhập để độ chúng ta. Ba, ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng, ăn thịt cùng với sát sanh đồng tội. Trong tất cả các tội nghiệp, lấy sát nghiệp làm nặng nhất. Bởi vì đã tạo sát nghiệp, tất phải thọ sát báo, nhưng quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Nào ngờ sự bất hạnh chúng ta lại suốt ngày đều đang tạo sát nghiệp mà không tự biết. Bởi vì ăn thịt cùng với sát đồng tội, ăn thịt thì tức là sát sanh. Chúng ta ngày ngày ăn thịt thì tức là ngày ngày tạo sát nghiệp. Ba bữa ăn thịt thì tức là ba bữa thiếu nợ sát. Chúng ta bị ăn thịt cùng chúng sanh kết ra huyết hải thâm thù ấy là vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Quả báo ở vị lai thật khiến người chẳng dám tưởng tượng. Kinh Niết Bàn dạy rằng, phu thực nhục giả, đoạn đại từ chúng. Phật tâm tức là từ bi tâm. Chúng ta tu hành học Phật tức là học đại từ đại bi tâm của Phật. Học được một phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì làm sao được. Từ bi tâm không nơi nuôi dưỡng nảy nở, không có từ bi thì sớm đã lìa xa Phật tâm. Tất cả việc tu hành đều là thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy, người ăn thịt chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi. Chúng ta muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sanh phát tử, vãng sanh Tây Phương. Tuy nhiên, người ăn thịt chỗ cầu tất cả công đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ kim khẩu của Phật Đà truyền nói. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta sẽ vĩnh viễn vô phương thực hiện. Chính vì ăn chay quan trọng như vậy, Viên Nhân Pháp Sư vẫn là chấp trì lời dạy của Phật Đà. Một rồi hai, hai rồi ba lần nỗ lực không ngừng, khuyến cáo mỗi một người học Phật nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau sửa lại cái ác tập ăn thịt. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người hoàn toàn ăn chay là hay nhất. Nếu không có cách gì lập tức sửa đổi trở lại, vẫn phải thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình, cố gắng hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện. Bởi vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán cừu. Ăn 10 lần thịt tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán cừu. Mỗi một lần ăn thịt tạo sát nghiệp chỗ kết huyết hải thâm thù. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền trả. Những người làm được vô biên công đức chính mình được lấy. Những người không làm được vì thì vô biên tội lỗi chính mình thọ lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này, dù thế nào cũng không thể xem thường. 4. Niệm Phật. Kinh Đại Tập dạy rằng, thời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo.
duy y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử. Thiện Đạo Đại Sư dạy, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bổn nguyện hải. Một câu A Di Đà Phật là tối tối tinh hoa của Phật Đà nói pháp trong 49 năm, là con đường tắt trong đường tắt, là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của A Di Đà Phật, ngưỡng nhờ Phật lực, cắt ngang dòng trọc lưu sanh tử, siêu thoát luân hồi quả báo. Mã pháp tu hành lìa khỏi pháp môn niệm Phật này, trong số ức ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên một môn thâm nhập, đời này kiếp này lão thật niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Bởi vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tương đương bằng tụng hết ba tạng 12 bộ kinh điển. Một câu A Di Đà Phật tức là thiền. Kinh Đại Tập dạy rằng, nếu ai chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật tức là mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo phạn văn, chưa phiên dịch một chữ nào cả, là chú chân thật nhất, đơn giản nhất, vừa là thiền, lại là mật, lại có thể tổng quát ba tạng 12 bộ giáo điển. Niệm Phật quả thật là không thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, thập địa Bồ Tát thể chung bất ly niệm Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Lúc chúng ta niệm Phật, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến nghiệp tội chúng sanh. Niệm đó như nhau, đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thử nghĩ chúng ta cổ phước phàm phu, có đức có năng gì mà có được phước báo cùng các vị đại Bồ Tát đồng tu một pháp môn? Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật, Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát cũng dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta nghe không vô được, càng không tin nổi câu Phật hiệu này. Viên Nhân Pháp Sư đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật dung hội vào ăn mặc ở nghỉ trong sinh hoạt ngày thường, nhất cử nhất động không lìa khỏi Phật hiệu. Chim hót ếch kêu, tiếng tiếng đều là Di Đà, lấy thân giáo thể hiện, chỉ dạy chúng ta một lòng niệm Phật. Chúng ta các bạn niệm Phật, tam sanh hữu hạnh, được gặp Viên Nhân Pháp Sư làm cái mẫu cho sự hành trì của một người niệm Phật chân chánh, lại càng được thân cận thỉnh ích. Đây là một phước báo hết sức to lớn. Nguyện cho các bạn niệm Phật đều có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu vãng sanh, một đời thành tựu, để chẳng cô phụ đại từ bi nguyện của Di Đà Từ Phụ, cũng chẳng quên cái ơn dạy dỗ với sự lao nhập độ chúng sanh và ân cần chỉ đạo của Pháp Sư. Mạt pháp suy vi, yêu ma hoặc chúng. Thường thường nghe nói giới sát phóng sanh là hành vi ngu si chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ, Phật Đà có thể nói dối hay sao? Trí giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ấn Quang, chư vị tổ sư là ngu si cả hay sao? Hàng ngàn vạn thực chứng về cảm ứng của việc giới sắc phóng sanh xưa nay còn rành rành đó là giả tạo hay sao? Hy vọng có thể thể hội sâu sắc được thánh tâm, hiểu rõ đạo lý bên trong. Chỉ nguyện các bạn giải sâu cố gắng rộng vì đề xướng nắm lấy cơ hội thân người khó gặp này để tuyên dương cuộc đại vận động vĩ đại hiếm hoi này. Mong thầy.
弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。